Quảng trường bên cạnh của quảng trường đỏ Moscow Liên bang Nga. Đây được gọi là nơi đài tưởng niệm các liệt sĩ danh hay có tên gọi khác đó là ngọn lửa bất diệt. Hiện tại thì tại đây đang diễn ra lễ bàn giao của các chiến sĩ đội tiêu binh. Và ngày nay thì có mặt ở đây cũng rất đông các du khách du lịch và người dân Nga ở các nơi đến. Việc giao ca này thì diễn ra mỗi giờ một lần và khoảng thời gian bàn giao ca gác là thường trước mỗi ca khoảng 5 phút. Đây là một trong những nghi thức trang nghiêm. Rất nhiều người Nga đến đây tham gia. Ngọn lửa trung tâm thì được gọi là ngọn lửa bất diệt, tức là ngọn lửa không bao giờ tắt. Mở quá. Phía ngoài là rất đông đảo các du khách du lịch và những người dân Nga đang theo dõi nghi lễ trang nghiêm này. Vâng, như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu với quý vị các bạn một trong những nghi lễ bàn giao ca gác tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh bên ngoài quảng trường đỏ của Moscow, Liên bang Nga. Và xin được giới thiệu thêm với quý vị các bạn thì đây cũng là nơi mà diễn ra các hoạt động tưởng niệm của các nguyên thủ quốc gia Nga và các nguyên thủ thế giới khi đến tham dự ở các ngày lễ trọng đại của Nga. Sau khi tham gia lễ duyệt binh thì Tổng thống Nga Putin cùng với nguyên thủ quốc gia các nước khách mời sẽ ra đây đặt hoa tại đài tưởng niệm. Đây là một trong những bông hoa được đặt tại đài tưởng niệm, bông hoa màu đỏ. Здравствуйте.